Kể từ khi đăng quang Miss Grand International 2021 cho đến khi kết thúc hành trình đương nhiệm, cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Có thể nói cô là một trong số ít các nàng hậu có hoạt động nổi bật và luôn tạo được dấu ấn, tiếng vang trong mỗi dự án của mình. Mới đây, hình ảnh Thùy Tiên tham gia lớp học diễn xuất được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút được đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người còn đặt nghi vấn liệu nàng hậu sắp lấn sân sang cả mảng điện ảnh. Hậu đăng quang, Thùy Tiên liên tục xuất hiện tại các sự kiện tầm cỡ và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong các show diễn thời trang. Ngoài ra, nàng hậu sinh năm 1998 vẫn tiếp tục sứ mệnh của một hoa hậu hòa bình khi không ngừng có những công tác thiện nguyện hướng đến cộng đồng, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Bên cạnh đó, Thùy Tiên cũng góp mặt tại talk show với vai trò là diễn giả truyền cảm hứng, đã có được dấu ấn riêng đối với khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Nàng hậu còn thành công khi tổ chức chuỗi workshop mang tên Step by Tiên, bắt đầu từ những bước đi tại các điểm trường học, đã truyền động lực đến các bạn học sinh, sinh viên trên hành trình khám phá bản thân và hoàn thiện chính mình. Không những thế, Thùy Tiên còn thành công khi cho ra series chiếu trên YouTube mang tên Đu Đêm. Series này đã tạo được hiệu ứng tốt và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Thông qua dự án này, nàng hậu đã cho thấy hình ảnh của một hoa hậu đa tài khi cô liên tục hóa thân vào các vai trò, nghề nghiệp khác nhau để có thể cảm nhận rõ hơn về nỗi vất vả của các ngành nghề, đặc biệt là vào ban đêm.